Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, Master Toán của Hoa Kỳ. Cái đề tài hôm nay, thưa quý vị, anh em chúng tôi dành để phân tích một cái đề tài mà hàng năm đều xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị? Đó là lễ tạ ơn của Mỹ. Mà lễ tạ ơn năm nay 2020 lại nhằm vào cái lễ tạ ơn thứ 45 của người Mỹ gốc Việt chúng ta khi đặt chân lên đất Mỹ này. Cái đề tài này anh em chúng tôi cố gắng phân tích nặng về cái hội nhập của người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở Hoa Kỳ trong cái lễ tạ ơn, vừa là một cái lễ truyền thống, vừa là một cái lễ mà có tính cách văn hóa của Hoa Kỳ, thì đối với người Mỹ gốc Việt chúng ta như thế nào, thưa quý vị? Đó, cái đề tài ngắn gọn dễ nhớ là lễ tạ ơn thứ 45 của người Mỹ gốc Việt. Kính thưa quý vị, ngày thứ năm 26 tháng 11 năm nay 2020 là ngày lễ tạ ơn Thanksgiving của Mỹ. Còn đối với người Mỹ gốc Việt, đây là lễ tạ ơn thứ 45 được đất nước cùng nhân dân Hoa Kỳ đã giang tay ra cứu khổn phò nguy, giúp an cư lạc nghiệp, thăng tiến cần lao, đồng tiến xã hội cho người Việt tị nạn cộng sản chúng ta. Thưa anh. Vâng. Kính thưa quý vị, nhân ngày Thanksgiving, chúng tôi xin phép trước khi nói về vấn đề trong cái sinh hoạt của chúng ta, chúng tôi xin gác lại một chút về sự tích về ngày lễ tạ ơn. Khởi đầu là một số những người Anh đến Đà Lạt Hà Lan sinh sống và họ sớm nhận ra Hà Lan bây giờ gọi là Hòa Lan. Vâng. Hồi xưa mình gọi Hòa Lan đó, phải không? Vâng, vâng, thể nghĩa là không thể hòa nhập vào nơi này và họ sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc. Một số nhóm người rời khỏi Hòa Lan để đến Tân Thế Giới, tức là châu Mỹ, sinh sống. Sau này được gọi là người hành hương. Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower. Họ đặt chân đến thuộc địa Plymouth, thuộc vùng Tân Anh, New England. Khi đang mùa đông, đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực. Người da đỏ dạy họ làm cách sinh tồn ở vùng đất này, như cách trồng hoa màu, săn bắt. Khi người hành hương đã có thể tự lo cho bản thân được, những người da đỏ và họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hàng năm con cháu của người hành hương luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống. Theo tài liệu, buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ do người hành hương tổ chức vào năm 1621 tại thuộc địa Plymouth, ngày nay thuộc Massachusetts sau một vụ thu hoạch tốt. Giờ tiếp đến cái sinh hoạt của... cho tôi muốn nhờ anh làm sáng tỏ những người Pilgrim đầu tiên di tản dùng thuyền di tản qua hồi đó người ta gọi là Tân Thế Giới, Nouveau Monde rồi. Wow. Mỹ Châu hồi xưa người ta gọi là Nouveau Monde rồi, còn bên Âu Châu nó gọi là Ancien Monde rồi, hay là Vieux Monde rồi. Thì thưa anh, những người đó đi qua đây phải là đi tị nạn kinh tế, tị nạn chính trị hay là tị nạn tôn giáo? Vì đó hình như tị nạn tôn giáo. Đó, cái tôn giáo đó, rất là quan trọng. Vì hồi đó là cái ông cái ở trong cái, người ta bắt buộc phải theo anh giáo này, tất cả những người khác đạo khác thì người ta cấm, nên chỉ vậy là người ta đã trốn đi. Và họ trốn qua bên Hòa Lan trước. Vâng, Hòa Lan xong rồi thì Hòa Lan thấy họ không hợp, họ lại tiếp tục đi thì đến gọi là New England. Nên gọi là tân anh trở lại. Và vì vậy mà họ trong cái thời gian đến ấy, thì đâu có đủ có đồ ăn thức uống gì,
Thì nhưng mà gặp được một số thổ dân thì thổ dân họ hướng dẫn cho cách làm, và đồng thời khi mà có đầy đủ có thể là thức ăn thì họ tạm ơn. Vâng, cái này cái ngày Thanksgiving rất là tuyệt vời, bởi vì có người ta phải một số những người có khi mang ơn ai thì vô ơn không có nhắc tới, cũng như là nhiều khi tỏa ra còn muốn lánh mặt những người làm ơn cho mình. Nhưng mà đối với Thanksgiving có nghĩa rằng lúc nào chúng ta cũng phải nhớ ơn tất cả những người mà đã giúp đỡ chúng ta. Vì vậy cái tễ tạ ơn nó có tượng trưng cho mọi người biết rằng tất cả chúng ta hàm ơn ai mà cái gì, mang ơn gì chúng ta phải nhớ ơn. Vì vậy mỗi khi Thanksgiving á, chẳng những là kỷ niệm ngày mà chúng ta từ đây gọi điện thoại cho chúng ta để cảm ơn tất cả những người mà đã từng giúp họ. Cũng như thế là trong cái đài TV Việt Mỹ chúng tôi đây á, thì nhân ngày đó thì chính là chút nữa nhà báo Vi Anh sẽ có đôi lời để cảm ơn thay quý vị vì chính quý thêm vị một khác. Câu hỏi nữa anh. Xin anh nghiên cứu kỹ, anh cho biết có phải là người ở Âu Châu nói chung di tản qua Mỹ Châu trước hay không? Hay là đã có một cái sắc dân trước đã đến ở Mỹ Châu? Không, đã có một sắc dân trước ở Mỹ Châu. Ai? Thì tức là số những người mà hình như là ông Christophe Colomb gì đó phải không? Dạ không, Christophe Colomb là xa lắm. Thưa với quý vị, có những người trước là những cái người mà trong cái bằng nhân chủng học người ta gọi là Mongoloid, tức là cái người gốc Mông Cổ. Thời lạnh thì cái eo biển Bering nó lòi lên, có thể đi từ Á Châu qua bên Mỹ Châu được, họ đến đó trước. Nên khi những cái người Pilgrim mà tới đó thì đã có những cái người mà chúng ta gọi là da đỏ. Tại sao? Những người này sau này người ta tìm hiểu được đó là người thuần túy gốc Mongoloid, tức là Á Châu. Là tại sao? Anh rờ thử cái răng của anh phía trong coi, nó phải lõm gì phía trong không? Và nếu mà người gốc Á Châu rất đa số khi sanh ra thì có cái bớt ở chỗ gần hậu môn, ai cũng vậy, anh cũng vậy, tôi cũng vậy đó. Nên những nhà nhân chủng học họ nói người Á Châu đã đi qua trước người Âu Châu, mà cái đó là một cái sự thật có tính cách khoa học, có tính cách khoa học. Đó là những cái điều mà chúng ta nhớ. Người Âu Châu tức người Pilgrim hay là New England, thưa quý vị, đi qua sao, nhưng mà nhờ cái văn minh khoa học kỹ thuật của họ, họ chiếm được Âu Châu, họ giành được Âu Châu. Và thưa quý vị, những cái người da đỏ trở thành cái bằng native, những cái người thổ dân native và American, thưa anh. Thì chính vì vậy mà nhân ngày Thanksgiving, tất cả những người Mỹ gốc Việt vô cùng cảm động và nhớ công ơn nhân dân và chính quyền Mỹ đã tạo cơ hội và điều kiện cho người Mỹ gốc Việt phát triển thành một cộng đồng vững mạnh, năng động, thăng tiến trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng lễ tạ ơn năm nay, năm 2020 của Mỹ, người Mỹ và người Mỹ gốc Việt đã chịu một đại dịch do con virus của Trung Cộng, gọi là virus Trung Quốc. Ai gọi là virus Trung Quốc anh? Yeah. Ai gọi? Ông Trump. Ông Trump. Tổng thống Trump. Tổng thống Trump gọi. Và làm trên 258.000 người Mỹ chết và trên 12 triệu người Mỹ lây. Nhưng trong cái rủi thường có cái may. Những di dân Mỹ đầu tiên bị mùa đông đói lạnh chết gần phần nửa tàu thì khi đến bến bờ Mỹ Châu. Nhưng may mắn thay, người da đỏ thổ cư giúp làm áo poncho trùm đầu và chỉ cách trồng khoai tây, bí đỏ, thuần hóa gà tây qua những ngày đói lạnh. Cũng như người Mỹ năm nay được đoàn hùng binh y dược áo trắng tìm ra thuốc chống dịch virus Trung Quốc, cứu sống người Mỹ và nhiều dân tộc trên thế giới. À, thế bên này xin cha này, nhân cái vụ này thì bác có thể cho biết là cái Dow Jones nó như thế nào nhân cái vụ này? Dow Jones gì?
tức là Dow Jones của Hoa Kỳ đó, tức là vào Hoa Kỳ đấy. Tức là cái sàn chứng khoán hả? Vâng vâng. Tôi bữa nay tôi chưa nghiên cứu nên xin lỗi không có nói được. Vừa ông Trump cũng nói trên 30.000 điểm mà chưa khi nào Mỹ đạt tới đó. Nhưng mà tôi nhớ một cái rất là rõ. Những cái món ăn gì mà tiếng Anh có chữ O làm sao á. Như giả tỷ khoai tây là potato, khoai tây. Anh thấy không? Xuất phát từ Mỹ Châu. Ở Mỹ Châu, tôi nói dùng chữ Mỹ Châu nói riêng, tức là Nam Mỹ, Trung Mỹ, Bắc Mỹ. Cái thứ hai, thuốc hút cũng vậy. Xuất phát từ tobacco. Cũng xuất phát từ bên này. Tại sao? Là đó là rồi khi người Âu Châu qua thấy cái đó cũng ghiền cũng hút đem về, ông vua Anh cũng thích hút nữa anh. Nên phổ biến, cũng như con ngựa là xuất phát từ Âu Châu. Nhưng mà người Âu Châu đem qua bên này biến thành một cái con vật có thể nói là rất là phổ biến, chứ ở Mỹ Châu này chỉ có con bison, tức là con bò hóng đó, tức nó lớn con lắm, con bò hóng thôi chứ không có con ngựa. Như con ngựa người Mỹ, người Âu Châu đem qua, và phải nói là cái người thổ dân da đỏ họ hết sức giỏi về cái chuyện mà ở vùng cái đồng bằng, họ biến con ngựa thành một con vật kéo xe được, chở người được, và trở thành làm một cái khiên để mà trong chiến tranh. Cái khiên chi nghĩa là khi mà bị địch bắn thì họ nghiêng đầu, họ trốn ở dưới cây lưng của con ngựa, anh thấy không? Đó là cái sáng kiến của cái người thổ dân ở đây. Thành ra mình đi hơi xa phải không anh? Bây giờ thêm tiếp nè, bây giờ trở lại cái người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta vượt biên vượt biển 45 năm trước đây, được nhân dân và chính quyền Mỹ đã ra tay cứu khổng phò nguy, và nhân dân Mỹ đã giúp cho hòa nhập an cư lạc nghiệp, thăng tiến cần lao, đồng tiến xã hội. Cái chữ này là chữ tôi thấy ở trong cái hiến pháp của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Nguyễn Văn Kiệt, thì tức là mình thăng tiến cần lao để cho người lao động lên, thì làm sao cho người lao động tăng gia sản xuất, tăng gia cái vị thế, cái nhân vị, thì sẽ xã hội sẽ được thăng tiến. Lễ tạ ơn năm 2020 này nhằm kỳ kiểm tra dân số 10 năm một lần. 10 năm trước, hồi cái cuộc kiểm tra dân số cách đây 10 năm trước, vào cái năm 35, người Mỹ đến Hoa Kỳ, thì cái Census Bureau của Hoa Kỳ đã cho biết đó, cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt, thưa quý vị, là một cái cộng đồng mà nhập cư thăng tiến nhanh nhất trong mọi phương diện. Đây là con số của Census Bureau, chứ không phải là anh em chúng tôi thêm gì. Người Mỹ gốc Việt có lúc bây giờ 35 năm trước đó, lúc bây giờ thì người Việt có 1.548.449 người. Đó là con số kiểm tra được, chứ còn con số thực tế lớn hơn, bởi vì người Việt của chúng ta nhiều khi không thích trả lời những cái câu hỏi của nhà cầm quyền, có thể là không thuận tiện cho cái cuộc sống của chúng ta. Thành ra thời đó mà đã có gần một, nói round up đi, tức là gần 1.6 triệu người rồi đó anh, 35 năm trước. Đó là một cái cộng đồng lớn hàng thứ tư trong khối người Mỹ gốc Á Châu ở trong xã hội Mỹ. Tỷ lệ tăng dân số của người Mỹ gốc Việt chúng ta rất là cao, trong 10 năm tăng khoảng nửa triệu người, cụ thể là 425.921 người, tức 38% dân số. Mỗi năm mà tăng là coi như vậy, xanh nhiều rồi phải không? Xanh nhiều. Người Việt chúng ta không phải như Mỹ, gia đình đông con, ba con, bốn con thì là một cái gia đình đoàn tụ, mà chứ không phải như người Mỹ cỡ một hai con thôi đó. Nên cái
cái sanh xuất của chúng ta cũng cao, mà cái phát triển của cái cộng đồng của chúng ta cũng lớn mạnh. Đó là những cái gì chúng tôi ghi được thưa anh. Vâng, như cộng đồng Mỹ gốc Việt là một tập thể năng động, một cộng đồng trẻ hơn so với tuổi trung bình toàn quốc. Người Mỹ gốc Việt là sắc dân nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ ở nhà nhiều hơn các sắc dân khác, kể cả người gốc Mễ. 68% sinh ra ở ngoài Mỹ nhưng 73% đã vào quốc tịch Mỹ. Người Mỹ gốc Việt quần cư nhiều nhất tại 10 quận, mà 3 quận đông người Việt nhất là ở tiểu bang California. Cali là một tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Việt nhất. Thứ nhì là Texas và ba là Washington State. Lợi tức trung bình đồng niên là 59.000 so với 62.000 toàn quốc. Chỉ có 12% người Mỹ gốc Việt sống dưới mức nghèo khó của liên bang. Tức là vào như năm 2011, mức đó là 23.350 dành cho một gia đình 4 người. 65% gia đình Mỹ gốc Việt chủ căn nhà mình đang ở, làm chủ căn nhà mình đang ở. Chỗ này anh cho tôi có một chút ý kiến. Cái văn hóa của Việt Nam á, con người ta nói sống thì cái nhà, chết thì cái mồ. Phải vậy không anh? Yeah. Tổ tiên mình là vậy. Nên qua đây thì cái mồ thì mình không tự động làm được, bởi vì có nơi chôn của nhiều công ty và của nhà nước. Nên người Việt chúng ta cố gắng làm sao chứng tỏ cái sự thành công của mình qua cái nhà. Cái gia đình Việt Nam đặc biệt lắm, thưa quý vị. Ví dụ cha mẹ đem qua đây hay là sanh tại đây là 3 đứa con hay là 4 đứa con. Đứa đầu cha mẹ chịu cực chịu khổ, làm việc cực, lao động này kia đủ thứ hết. Nghị sĩ thì đi bán xăng, thưa quý vị. Tướng lãnh thì đã làm thợ sơn, hay là dân biểu nghị sĩ thì làm đủ mọi ngành nghề hết. Họ hy sinh, họ quên để một bên cái dĩ dãn để làm lao động, để làm chi? Có tiền cho con ăn học. Bởi vì người Việt, cái văn hóa Việt Nam tin tưởng cái sự học là một cái đường tiến thân, một cái phương pháp tiến thân tốt nhất trong xã hội. Thành ra qua đây thưa quý vị, thằng con đậu lòng, được cha mẹ nuôi đi học ra đại học rồi, thí dụ có con bằng bachelor hay master thì lương khá khá, thì lấy cái lương đó giúp đỡ cho em đi học tới, đứa em đi học thành công giúp đỡ cho đứa em thứ ba lên học tới. Nên trong gia đình người Mỹ gốc Việt chúng ta công tâm mà nói là ít có gia đình nào mà không có một người có bằng đại học, mà nhiều gia đình á con cái đứa có bằng đại học. Chúng tôi không dám nói riêng gia đình chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng như vậy, đa số là có một hai đứa con hoặc ba đứa con toàn phần, nghĩa là đại học hết. Cái đó là nhờ cái gì thưa quý vị? Cái đó là nhờ cái tinh thần gia đình của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Như cây tre ở vùng Việt Nam, ở vùng kêu bằng mưa, dùng mưa nắng nhiều, cây tre ở Việt Nam tốt, nhưng mà đem qua đây cũng như cái gia đình cũng đem qua cái nền văn hóa đã tốt trong nền văn hóa đa nguyên của Hoa Kỳ đó. Và cái nhà cũng vậy, nghĩa là sống cái nhà thì chết cái mồ, thì nên 65% nhưng gia đình 65% gia đình của người Mỹ gốc Việt chúng ta có cái nhà, nghĩa là cứ trung bình là gì, mồ 100 người thì 65 người làm chủ căn nhà. Đó là một cái điều hết sức là tốt. Và khi học về xã hội học ở Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng thấy chính những cái người giáo sư đại học rất giỏi về văn hóa ở Đông Phương và Tây Phương cũng nhìn nhận rằng cái yếu tố thành công của cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta là nhờ gia đình. Xin quý vị đừng rời máy,
Sau vài phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích.